chả hiểu đang nghĩ cái gì đấy. Hôm qua anh cứ đưa em đi ăn, đưa em đi shopping, anh cứ đưa em về trước 9 giờ tối nữa. Anh chưa đủ tốt với em hả Trâm? Em có muốn như thế nào nữa? Tại sao á? Này á, anh với tôi yêu nhau 3 ngày rồi đấy. 3 ngày anh nắm tay tôi mà không được nắm. Và anh nhìn cái bản thân anh đi, anh có cái gì? Vươn lồn, vừa yếu sinh lý. Cô bảo ai yếu sinh lý? Cô đã thử cho cô biết. Tôi yêu cô mới có 3 ngày thôi mà cô đã bảo tôi yếu sinh lý à? Hả? Thấy cô nhìn ra bản thân cô xem, mặt trước mặt sau đi một, đổ hai lưng. Thế thì vừa những cái que ngoài tôi ra có thể làm người được cô nữa không? Còn chị người ta yêu sinh lý nữa không? Không. Thế bây giờ còn chị người ta hạ lưng không? Không nhá, mình lại yêu nhau nhá. Lại một con sò nhân nó bị bắt rồi. Tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng nè. Lại thêm một quả chuối nó bị bắt rồi. Ra đây là dễ dãi quá. Tưởng thế nào? Đời như quần què khi bốn bề lừa lọc, vào chơi Kim Dung cho quên đi mệt nhọc. Kim Dung quần hiệp truyện, game Việt hay nhất 2018. Kim Dung quần hiệp truyện, chuyển thể chân thực tiểu thuyết Kim Dung.